Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Con cúi đầu đảnh lễ các vị Long Thần, Long Thiên, Hộ Miếu. Hôm nay con thỉnh nhang về miếu phụng sự Tam Bảo. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, con nguyện xin Nam Mẹ Ngũ Hành đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, trên kênh Giác Lợi Vlog cũng như trên kênh Thần Tài Giải Trí Giác Lợi của con. Mọi người đều được cái lộc may mắn hàng ngày, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi. Con cúi xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an. Ai bị tâm tai phạm thay tới, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật, gặp rủi quá lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành xin chứng minh, xin ban cho bà con cô bác trên kênh của con một thầy sâm trong hũ sâm có từ 00 tới 99, xin ban cho con một thầy sâm tài, một thầy sâm lộc, một thầy sâm ngày thứ tư miền Nam, thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Nam Mẹ Ngũ Hành, xin Đức Mẹ Phật Bà độ ban cho một thầy sâm tài, một thầy sâm lộc, một thầy sâm may mắn giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, con xin Nam Mẹ Ngũ Hành cho con quay cái video xin cái lộc thầy sâm. Ai thấy được kim thân của Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi, quá trời bà con này đẹp thầy sáu luôn. Bông giặt lại màu tím đẹp ghê, trùng khớp với cái y của bà luôn, rất là đẹp. Hôm nay giặt lại chào tất cả bà con cô bác ha. Hôm nay giặt lại thỉnh nhang về miếu, ngày mai giặt lại thỉnh dầu, sáng ngày giặt lại đi thỉnh dầu lưu ly, mà dầu lưu ly trong cửa hàng người ta hết rồi, người ta còn lẻ có 1 chai 2 chai à. Giặt lại thỉnh lần một thùng, giặt lại thỉnh lần một thùng ha. Đi giặt lại để chỗ một vài bình. Mà nay là hết rồi, hết dầu rồi, cho nên là giác lợi không có thỉnh được. Giác lợi nay đi phụng sự nhang trước, ngày mai giác lợi sẽ thỉnh dầu về đây cúng, rồi về miếu bà chú xứ cúng. Ngày mai giác lợi sẽ thỉnh được dầu, giác lợi sẽ đi cúng phụng sự Tam Bảo vòng vòng. Ngày mai là ngày 13 rồi, giác lợi thỉnh dầu, còn nay giác lợi thỉnh nhang. Giác lợi thỉnh nhang về giác lợi cúng, thì giác lợi cũng nguyện đem công đức này, giác lợi có khấn nguyện với Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành rồi đó, giác lợi thỉnh nhang. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, cúi xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Đức Mẹ Phật Bà ban cho cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con cô bác anh chị em cùng giác lợi thành tâm khấn nguyện ha, giác lợi thành tâm xin được cái lộc cho bà con cô bác, để cho bà con cô bác có thể tìm mua tờ giấy số cầu may mắn ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Đây là hũ sâm có từ 00 tới 99, con cúi đầu đảnh lễ. Xin Đức Mẹ Phật Bà độ ban cho một thầy sâm may mắn, một thầy sâm tài, một thầy sâm lộc, một thầy sâm ngày 13 tháng 8 âm lịch năm 2023 trùng khớp với miền Nam có Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành cho con xin đặng một thầy sâm tốt, một thầy sâm tài, một thầy sâm lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng cúi xin Đức Mẹ Phật Bà độ ban cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Xăm bay ra nằm ướp xuống, giác lợi thỉnh, giác lợi quay vào trong, giác lợi trình lễ ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là số tài xăm may mắn con cũng vừa lắp ra được, con quay vào trong con trình lễ. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành điểm chỉ độ ban cho số tài xăm này có cái lộc ngày thứ tư Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung, ngày 27 tháng 9 dương lịch nhằm ngày 23 tháng 8 âm lịch. Con xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho, giúp cho bà con cô bác có được cái may mắn từ cái số tẩy xâm tài lộc này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin để vào trong bát nhang. Con cũng xin Đức Mẹ điểm chỉ ban cho số tẩy xâm may mắn này. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành cho con xuống dưới bàn chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, chư vị sơn thần thủ địa, binh gia binh tướng của bà, con xin thêm một tẩy xâm. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Đức Mẹ Phật Bà ban cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con thấy thế này giác lợi thắp hương nhang cuộn tàn luôn nè, nhang thường mà cuộn tàn rồi bà con ha. Giác lợi thành tâm cũng giác lợi chưng bông nay 3 ngày mà bông tươi ghê không bà con. Giác lợi thích cái bông mai, cúc mai này nè,
chưng nó rất là lâu tàn mà nó tươi, mà cái bông nó cứng rất là đẹp luôn. Nhắc lại cũng quay ở dưới bàn chưa về thần linh nó này, nhắc lại thắp năm nén hương đó, cuốn tàn mới rớt bên đây ha, nhắc lại cũng thành tâm xin cái lọc để cho bà con cô bác anh chị em chúng ta tham khảo. Hôm mùa mùng 9 giác lợi tắm rửa kim thân của quý ngài rất là sạch sẽ nè, giác lợi dùng rượu giác lợi tắm rửa kim thân của quý ngài rất là sạch sẽ. Còn ở ngay chỗ miếu dồi chư vị thần linh thần địa hiện tại đã đông quá, nhiều quá, giác lợi tắm không nổi cho nên là giác lợi không có tắm hết được, giác lợi chỉ đi xin lọc cúng thôi chứ giác lợi tắm không nổi. Ở đây thì giác lợi tắm được, ở đây giác lợi thỉnh rượu gì lại tắm được, còn đó là nhiều quá đông quá giác lợi tắm không được ha. Chỗ nào mà giác lợi nhắm giác lợi tắm rửa thiên thân của quý ngài được thì giác lợi tắm, chứ còn giác lợi không kham hết nổi. Mong rằng bà con cô bác thì cùng với giác lợi thành tâm xin cái lộc cho bà con ha. Hôm nay với lòng thành kính thì giác lợi cũng thỉnh nhang về miếu để thắp hàng ngày cho bà con cô bác là ghé ra thắp. Tháng ngày giác lợi đi thỉnh dầu mà dầu ở cửa hàng hết rồi, giác lợi thỉnh lần một thùng vậy đó để đi về miếu để chỗ vài bình rồi hết rồi giác lợi tiếp tục thỉnh nữa. Nguyện đem công đức đó hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh Zalo của giác lợi. Mọi người đã ủng hộ giúp cho giác lợi có điều kiện để giác lợi đi phụng sự Tam Bảo thì giác lợi xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi cũng mong rằng bà con cô bác ai cũng có được cái lộc may mắn để ủng hộ cúng trả lễ với phụ giác lợi ha. Giác lợi xin chân thành cảm ơn. Hôm nay với lòng thành kính thì giác lợi cũng xin cái lộc cho bà con ha. Giác lợi qua đây giác lợi xin số thầy xăm ở mấy bên trong, giác lợi xin nãy ra giác lợi quỳ giác lợi đảnh lễ xin trước đó. Đang để ngay chỗ ông tà là giác lợi sẽ nhắn trên Zalo của giác lợi ngày hôm nay. Còn giờ giác lợi xin cái số thầy xăm để cho bà con cô bác anh chị em ngày thứ tư đây Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đi có miền Bắc miền Trung, giác lợi thành tâm xin cái lộc cho bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ xin ông địa ông thần tài ông bà đất đai nhân trạch chư vị sơn thần thổ địa ông bà tà ông bà binh gia binh tướng của bà, hôm nay với lòng thành kính con về miếu phụng sự Tam Bảo thỉnh nhang đầu về miếu để thắp, xin chư vị chứng minh, xin chư vị ban cho con một thẻ sâm may mắn, một thẻ sâm lộc, một thẻ sâm ngày thứ tư ngày 13 tháng 8 âm lịch nhằm ngày 27 tháng 9 dương lịch, xin ban cho con một thẻ sâm, số trong thẻ sâm về trùng khớp với đại Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng nên có miền Bắc miền Trung. Con xin chư vị thần linh ông bà binh gia binh tướng của bà, xin chư vị sơn thần thổ địa độ ban cho con một thẻ sâm. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi nãy giác lợi đang quay video có điện thoại phải ngưng cái khúc đầu rồi hồi về giác lợi cắt cút lại giác lợi mới up lên được. Giác lợi cũng mong rằng bà con cô bác anh chị em cô bác chúng ta ai cũng được cái lộc ha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi số thầy xăm bay ra nằm ngửa lên luôn, giác lợi quay vào trong giác lợi trình lễ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy xăm may mắn con vừa lắc ra được, con quay vào trong con trình lễ, con cúi đầu đảnh lễ xin ông bà đất đai nhân trạch ông bà binh gia binh tướng của bà, ông bà tà chư vị sơn thần thổ địa ông bà ngũ phương ngũ thổ xin chứng giám, xin điểm chỉ ban cho số thầy xăm này có được cái lộc may mắn ngày thứ tư miền Nam có đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đừng có miền Bắc miền Trung, giúp cho bà con trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Cúi xin chư vị sơn thần thổ địa ông bà tà ông bà binh gia binh tướng của bà xin điểm chỉ ban cho số thầy xăm này có cái lộc may mắn ngày thứ tư đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đừng có miền Bắc miền Trung, xin chư vị độ cho bà con cô bác ai cũng được cái lộc may mắn, xin độ cho số thầy xăm này về đầu về đặc biệt về Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đi có miền Bắc miền Trung. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thầy xăm, số thầy xăm là số 46 nha bà con, số thầy xăm là số 46 ha, số thầy xăm là số 46 nha, 46 ngày mai thứ tư bà con ghép dùng cho giác lợi là 446 ha, 46 xăm ngửa lên ha, bà con cô bác anh chị em chúng ta xăm ngửa lên ha để giác lợi qua được lợi trình. Con cũng xin chư vị sơn thần thổ địa xin ông nay con để ngay số thầy xăm này ngay có bàn tay của ông xin ông độ cho số thầy xăm này có cái lộc
giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc số thầy xong 46 ngày thứ tư đầy Đồng Nai Cần Thơ. Con xin ông thần tài chư vị xin thần thủ địa xin các ngài chứng minh chứng giám ban cái số thầy xong 46 này 446 có cái lộc ngày thứ tư trùng khớp với đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng. Con xin ông ban cái phước cái lộc Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin để ngay chỗ ông xin đồng độ con xin đón nhận với số thầy xăm 46 này để ngay cái bàn tay ông để cho lấy hên lấy cái may 46 nha bà con ha 46 nha rồi dắt lại hồi xăm ha dắt lại hồi xăm ha 46 ha rồi dắt lại thỉnh số thầy xăm ở trên Đức Mẹ Phật Bà ha Nam Mô A Di Đà Phật con cũng xin thỉnh số thầy xăm con để vào trong bát nhang con trình lễ con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho số thầy xăm này có cái lộc để giúp cho bà con ai cũng được cái lộc số thầy xăm con xin đón nhận số thầy xăm là số 59 ha bà con 59 ha 59 ha 59 nha ha 59 59 459 ngon ha bà con lưu ý ha số 59 xăm 59 này xăm nằm ướp ha 59 bà con ghép dùm cho giác lợi 5995 ha giác lợi hôm nay giác lợi ướp cái video này lên sớm giác lợi có cái linh tính là số thầy xăm 5995 này hôm nay sẽ về trước đại Bến Tre Vũng Tàu hoặc Liêu cho bà con nè từng rồi cũng 5995 này mà về trước rực rỡ cho bà con 5995 59 ngày đặc biệt 95 hàng hà cho số từng này nó sẽ trả trở lại 59 này tiếp cho bà con nè bà con cô bác anh chị em nào mà hôm nay xem được cái video này hôm nay nên tham khảo 5995 dùm cho đắc lợi đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu coi đắc lợi có cái linh tính sẽ đem tới cái điểm may mắn về trước ngày hôm nay cho bà con ha xin để vào trong đây con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà nguyện xin năm mẹ ngũ hành xin Đức Mẹ Phật Bà xin năm mẹ ngũ hành điểm chỉ độ ban cho số thầy xăm 59 46 có cái lộc ngày thứ tư đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng đi có miền Bắc miền Trung để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn ngày thứ tư đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành độ ban cho Nam Mô A Di Đà Phật con cúi xin Đức Mẹ Phật Bà xin Đức Mẹ Phật Bà chứng giám và những vấn đề phía sau bà con nhang bà con thấy nhang này là bà độ bà chứng là nhang cuốn tàn luôn ha rồi giật lại xin kính chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha chúc tất cả bà con cô bác anh chị em chúng ta thân tâm thường an lạc gia đạo luôn được bình an là mang gặp nhiều thuận lợi ha may mắn cắt được Nam Mô A Di Đà Phật chúc tất cả bà con cô bác mùa trung thu năm nay tết đoan ngọ trung thu vì một cái tết an lạc Nam Mô A Di Đà Phật giật lại cũng mong rằng năm nay mặc dầu là hơi khó khăn về kinh tế nhưng mà chúng ta cũng được cái tết trung thu mỹ mãn trong niềm vui phấn khởi nên xin chào tạm biệt tất cả bà con cô bác chúc tất cả bà con cô bác an lạc Nam Mô A Di Đà Phật.